Bước chân di chuyển chính là linh hồn trong những cái trận đấu bóng bàn. Nếu như không xoay người ở trên không là không được. Chắc chắn là phải xoay người ở trên không. Xin chào anh em đã quay trở lại với kênh của em, Hoàng Châu Bóng Bàn. Và ngày hôm nay em xin chia sẻ, giới thiệu cho em một kỹ thuật di chuyển chân trong bóng bàn. Đó là kỹ thuật di chuyển đổi bước. Anh em không nên bỏ qua kỹ thuật này, vì đây, người ta vẫn nói mà, bước chân di chuyển chính là linh hồn trong những cái trận đấu bóng bàn. Bước chân này là chuyên dùng cho các cái cự ly mà di chuyển tầm gần, tầm trung gần. Chứ nếu mà bước chân di chuyển tầm xa thì anh em mình lại phải sử dụng các cái bước khác. Nếu như anh em mình mà thuần thục cái bước này này thì anh em mình có thể là đánh hai càng rất là tốt. Đây là cái bước chân mà sử dụng các vận động viên đánh hai càng sử dụng rất là nhiều trong thi đấu. Đầu tiên là về tư thế đứng. Ở cái bước chân di chuyển đổi bước cũng như là di chuyển ngang trong bóng bàn thì chúng ta chỉ nên đứng là hai chân rộng bằng vai hoặc cùng lắm là hơn vai một chút thôi. Chúng ta không nên xoạc rộng quá. Nếu mà rộng quá là mình sẽ không có lực để bật nữa. Trọng tâm thấp quá là không có lực để bật. Thế thì chúng ta nên chọn một cự ly thích hợp giữa hai chân. Hai chân rộng bằng vai hoặc hơn vai một chút. Cái mũi chân của mình hướng về phía trước. Hướng về phía trước. Và trọng tâm dồn lên mũi bàn chân. Dồn lên mũi bàn chân. Và mình sẽ sử dụng cái bắp dưới này của mình và cái lực cổ chân mình để bật là chính. Cho nên không dùng trên này mấy đâu anh em ạ. Cho nên là mình sẽ phải đứng kiêng lên này. Đấy, sử dụng cái cổ chân lực này. Càng khỏe thì chúng ta bật càng xa. Trọng tâm mình luôn luôn là mình sẽ phải thấp người. Khi mình bật cũng thế. Chứ phải mình thấp người xong mình bật lại nhổm lên như này là sai. Đây là cái lỗi thường gặp. Là sai. Thấp này. Di chuyển là cái mặt đất thôi chứ không bật quá cao. Cũng không bật quá thấp mà mình sẽ phải vừa phải từ đây sang đây. Mình bật thì chân nọ sẽ thế vào chỗ chân kia. Gần như thế vào chỗ chân kia để tạo ra một cự ly thích hợp khi đánh bóng. Đó là vừa phải khi đánh bóng. Thích hợp. Gần như thế vào chỗ chân kia. Hoặc là nhích sang bên này. Nhích sang, đây là cái bước nhỏ hơn. Còn nếu rộng thì chân nọ thế vào chỗ chân kia. Khi mình bật sang bên tay trái mình. Đúng không ạ? Khi mình bật sang hướng này thì mình sẽ sử dụng lực ở cổ chân phải để bật. Lực ở cổ chân phải. Và chân phải sẽ phải chạm đất trước nha anh em. Chân phải mình sẽ phải chạm đất trước chứ bật chân trái chạm ngay là sai. Các bạn nhìn này. Và ngược lại khi mình bật sang hướng bên phải của mình thì mình sẽ sử dụng chân trái để bật. Lực ở cổ chân trái và bắp chân trái để bật. Và chân trái sẽ phải chạm đất trước. Đấy. Chạm trước. Thế là mình bật chậm cho anh em xem thôi. Chứ còn thật ra di chuyển rất là nhanh. Và bây giờ mình sẽ tập thử cho anh em xem. Và mình sẽ kết hợp với cái bước chân di chuyển cơ bản đầu tiên. Cái bước chân số 1 đây là mà mình đã hướng dẫn chia sẻ cho anh em trước đó. Kết hợp vào thì mình sẽ linh hoạt hơn. Lại, bắt đầu em nhé, 2 điểm. Đấy, chỉ vuốt một mũi chân. Anh em thấy không ạ? Mình xoay người kết hợp với thân trên thì mình sẽ xoay người ở trên không. Xoay, đánh, sau đó mình bật này, vừa bật vừa xoay. Đánh, vừa bật vừa xoay đánh thì nó sẽ mềm dẻo. Nó sẽ mềm mại hơn. Đây nha anh em nhé. Mềm mại hơn. Chúng ta nếu như không xoay người ở trên không là không được. Chắc chắn là xoay người ở trên không. Cái bước di chuyển nhỏ này chúng ta có thể
không bỏ qua được thì tốt, nhưng mà mới tập thì chúng ta sẽ dần dần ghép lại với kim đức chuyển số 2. Nhưng mà cái xoay người trên không nhất định phải có. Đấy. Xoay người, xoay người, xoay, 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 xoay. Úi dồi, tí ngã. Rít quá, tí ngã. Đấy, xoay. Đánh xong này, xong nhảy này. Xoay, mình xoay ở trên không. Xoay, lúc mình hạ chân xuống rồi mình chỉ đánh lên thôi. Xoay, xoay. Nếu như không xoay người trên không thì rất cứng và không đánh được. Lại. Đấy, không xoay người trên không, mình quen nó rồi, không thể đánh được. Xoay. Đấy, khi bật sang đây là mình xoay về ngay rồi, bóng đến mình chỉ đánh lên. Phải xoay người trên không. Vừa rồi là bài tập di chuyển hai điểm dùng một bên. Cái bước này nó cũng có thể sử dụng để chuyển từ bên trái sang bên phải và từ phải sang trái ngược lại anh em nhé. Đấy. À, cũng phải xoay người trên không. Chúng ta bật, khi chúng ta bật chân phải mình chạm đất rồi thì mình phải bấm lại ngay, bấm lại ngay, tránh tình trạng nó dê đi là mất trụ, là chúng ta sẽ không quay về được quả sau. Cho nên khi chúng ta bật sang này, bấm lại ngay để bật lên, xong lại tất cả những quả chạm đất chúng ta đều phải bấm chân lại. Lại. Đấy, xong là khi mà mình thành thục rồi có thể giật trái, giật phải. Ôi. Và vừa rồi là một vài những cái ứng dụng trong tập luyện. Bây giờ mình sẽ thử dùng nó để ứng dụng thi đấu cho anh em xem. Bây giờ em cắt sâu phải, xong em tròng thủ về trái cho anh. Đã chuyển từ phải sang trái. Trong thi đấu, anh em sẽ sử dụng bước này rất nhiều luôn. Đấy. Đấy. Toàn bước đây luôn. Vào rồi, quá tuyệt vời luôn. Và vừa rồi mình đã chia sẻ, giới thiệu, hướng dẫn anh em cái bước di chuyển cơ bản, đổi bước và di chuyển cơ bản bước ngang xong rồi. Anh em ủng hộ mình nhá. Cảm ơn anh em xem video.